xin chào ba chị em. Ba chị em buổi đi có thích không? Có ạ. Bây giờ chúng ta đi chơi trò khác nhé. Bánh rán à? Bánh rán gì? Doraemon. Bánh rán Doraemon. Ồ, sao hai bạn này đều thích bánh rán Doraemon à? Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hai bánh rán Doraemon để ăn nhá. Đi thôi. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Thế nào? À, bạn Sanesi muốn ăn bánh cá. Hình con cá và có cả sô-cô-la bên trong à. Rồi, chúng ta sẽ đi tìm nhá. Đi thôi. Ồ, ba chị em bám đuôi nhau đi kìa. Đấy, cái này không bao giờ lạc nhá. Ồ, ba chị em nối đuôi nhau kìa. Không biết là mấy bạn nhỏ này đang xui nhau cái gì vậy? Cái gì? Đi. Đây thôi. Ôi giời, chạy nhanh vậy. Ô kìa, mấy mặt bị vỡ tổ rồi. Bạn Oxy đã xuống trước rồi. Xong thì đó bạn Oxy và bạn Sanesi vẫn chưa xuống được. Bước đi rồi. Ôi, không biết là bạn Oxy dẫn các em đi đâu đây? Và hình như bạn ấy đang đi tìm chỗ bán bánh rán đấy. Đã tìm thấy chỗ bán bánh rán chưa? Vẫn chưa thấy. À đây rồi bạn Bonosi ơi. Đây là quán ăn uống đây rồi. Và chúng ta sẽ vào đây mua đồ nhá. Rồi con thích ăn bánh gì nào? À cùng xem bạn Bonosi của chúng ta thích ăn bánh gì nhá. Và bạn đi vào chỉ đi. Con vào chỉ đi, con thích ăn bánh gì để vào đặt hàng nào. Wow, đây có rất là nhiều bánh. Bánh này là những chiếc bánh vừng đấy. Không biết là tên nó là gì vậy? À, ăn chăm ngoan nhá. Bạn Bonosi ơi. Bạn Bonosi ơi. Wow, đây là những chiếc bánh rất là nóng nhá. Bạn Bonosi lấy mấy cái? Con lấy mấy cái? Bạn Sanesi lấy mấy cái? Ờ, bạn Sanesi thì ăn xúc xích nhá. Còn bạn Goshi ăn gì nào? Bạn Goshi ăn gì? Con ăn gì? Rồi bây giờ trước tiên là lấy bánh cho bạn Goshi trước nhá. Bạn Goshi ơi, mình phải sang bên kia đặt hàng cơ. Đi đặt hàng đi. Ê, trước mắt là chúng ta phải sang bên này đặt hàng nhá. Đâu nhỉ? Ồ, đây là món ăn gì mà lạ thế này? À, đây là phở. Rồi. Con ơi, đi sang bên này nhá. Ơi, phải sang bên này đặt hàng nhá. Sau khi đặt hàng xong thì chúng ta mới lấy được đấy. Mọi người xếp hàng và đang xếp hàng rất đông kìa. Bạn là Sanesi ơi, bạn ăn cái gì nào? À, ăn chả xiên à? Rồi, con đặt hàng đi. Bảo cô, con mua cái gì? Bạn bảo chị đang đặt hàng đấy. Đấy, cô đang đặt hàng đấy. Được rồi. Con trả tiền đi. Vậy là cô đã đặt hàng xong đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ mang hóa đơn ra để chúng ta đi lấy hàng các em nhé. Đấy, ở đây quy trình mua rất là theo bài bản nhé. Và đặt hàng xong thì mình lấy được hàng đấy các em ạ. Đây, hai chiếc xúc xích kia rồi. Đấy, cô bán hàng xinh kia. Ô, quả đã mua xong rồi à? Rồi con ơi kìa, cô lấy bánh thôi kìa. Còn chiếc bánh của con nữa. Được rồi, con cầm khéo rơi nhá. Rồi, thế là ba bạn nhỏ của chúng ta đã mua bánh xong rồi. Tìm lấy một chỗ để ăn đi. Sang cái bàn bên kia đi. Ồ, rồi, ba chị em đã tìm được một cái bàn để ăn rồi. Và kéo ghế vào cho em ngồi mây. Đấy, chị Bonosi đang sắp ghế cho các em đấy. Ăn ngon không bạn? À, Tom và Jenny ở đây vừa ăn lại vừa được xem TV đấy các em ạ. Tập trung ăn đi ông Hóc đấy. Đấy là chả gì đấy? Ăn ngon không? Cho bố xin miếng. Rồi bố sẽ ăn một miếng nhá. Bố sẽ ăn một miếng của bạn Gosi, một miếng của bạn Sanesi và một miếng của bạn Bonosi luôn. Ôi bạn Bonosi ăn nhanh nhé. Là cho đưa cho bố ăn thử nè. Rồi bố sẽ ăn thử một miếng này nhá. Có ai chấm ớt không? Có chấm ớt không? Đây. Đây là một gói tương ớt này. Nó móc một gói này ra để chấm nhá. Bỏ đây luôn. Đây. Nào con móc ra. Sao con cứ túi túi thế thì con lấy mồm con cắn được mà. Rồi con chấm móc. Ôi bạn bỏ sư kìa. Ăn nhưng mà mãi xem quá đấy. Đấy. Vừa ăn vừa nhìn lên, ngước lên mắt lên trên cái tivi kìa. Bạn bỏ sư ơi. Bạn bỏ sư ơi. Cho bố ăn thử nào. Ôi cái bánh này.
Các em ơi, các em thấy cái bánh nhân tiêu này. Đấy, bên trong nó có gì đấy? Trong có gì? Trong này có sô-cô-la đấy, đúng không? Biết. Đấy, ăn mà không biết ở trong có gì còn kém quá. Trong có sô-cô-la nhá. Và bên ngoài thì sẽ là nhân bánh nhân tiêu, bên ngoài là vừng. Đấy, để ba bạn sẽ ăn thử nhá. Con ơi, con ăn thử không? Nào cho con cắn thử một miếng. Con ăn hết đi rồi cắn. Để bố cắn thử trước nhá. Ngon quá. Rất là béo. Bánh ăn béo thật đấy. Cho em cắn thử miếng. Em ăn hết rồi cho em cắn miếng. Con có muốn ăn chả cá của em thì em cho ăn một miếng. Bên này đúng không? Chị ăn thử một miếng của em đấy, xong con ăn luôn cả đi. Ui, hai chị em trao bánh cho nhau ăn, tình cảm quá. Ngon không? Ngon nhờ. Bữa đây bánh của bạn Borussia ăn ngon nhất đấy. Chiếc bánh của bạn Borussia thì được xiên vào một cái xiên, xiên chéo qua chéo lại để nó gánh đấy. Sau đó thì cầm cái xiên để ăn. Còn đây là những chiếc xiên cá mà bạn con Si cũng ăn rất là ngon. Bạn nói Si ơi, tập trung ăn đi chứ. Ôi, bạn sang đến Si kìa. Đấy, rơi hết ra và bạn ấy phải xiên lại đấy. Con ơi, con đừng lấy mồm cắn ra là được mà. Đấy, bạn ấy phải cho ra bên ngoài một tí để ăn cho dễ đấy. Nhưng mà theo ba thì chỉ cần cho mồm vào gặm là sẽ ra thôi. Ồ, bạn con Si thì còn 3 cái nữa. Còn bạn con Si còn một nửa cái bánh rất là to. Bạn là Sanxi thì còn 2 miếng nữa thôi. Ôi mồm cả. Anh bày sát nhé. Bạn ấy ăn đầy mồm luôn. Đấy. Các em có thấy bạn Sanxi xinh không? Đấy, bạn Sanxi rất là xinh gái nhé. Còn bạn Gosi thì trông rất là giống gái Hàn Quốc nhé. Đấy, bạn Gosi này. Đấy, cô rất là đẹp trai các em ạ. Các em có thấy thế không? Bạn Gosi ơi, lại cho bố xin miếng nữa. Này. Ôi, trong này 5 sô-cô-la đấy. Ôi, trong này rất là nhiều sô-cô-la nhá. Và bây giờ anh sẽ ăn một miếng. Có rất nhiều sô-cô-la vừa béo vừa ngọt. Cắn thằng này nữa. Ơi. Ngon quá. Nhiều ấy, ăn từ từ thôi. Ngon rồi đấy. Đó, bạn con gì đấy. Là bạn con gì đang ăn miếng. Ôi, cắn bánh nào. Đây, bố cắn nào. Bạn rút ra rồi. Rồi, con lau tay vào cái giấy đi. Đấy. Lau tay vào. Rồi. Và bà ba sẽ rút hai cái này xuống dưới này cho bà con xin dễ ăn nhé. Đấy, được rồi. Con cầm đây. Cái gì vậy? Không phải là kem. Bạn sao để xin tự đặt tên cho cái chả cá là kem à? Thế là miếng cuối cùng rồi. Mà Sanxi ăn nhau cũng bắt đã hết một xiên chả cá rồi đấy. Bây giờ thì đến lượt là bạn Sanxi sẽ ăn chung với chị Bonosi đúng không? Ôi dồi ôi, bà Gosi kìa. Cũng nuốt thật nhiều vào mồm, thế là đầy mồm quá phải vẽ ra đấy. Ăn từ từ thôi con ạ. Chờ ăn hết bố lại ngồi tròn nữa nhé. Đấy. Cái gì vậy? Bạn Borussi cho mọi người xem này. Ủa, bên trong này sô-cô-la với đường này. Ngon thế. Ngon thật đấy. Cho bố ít nào. Con xé cho bố một ít. Bố xé. Con xé cả cho em một ít. Chúng ta xé ra. Ồ, đúng là cái bánh này ngon thật đấy. Wow. Đấy, đấy. Ủa, cho bố cái miếng này. Bố miếng to cơ. Bố xin miếng to cơ. Con xé, con cầm chặt rồi bố xé nào. Đấy, bố ra bố xé. Ủa. Rồi bố miếng này vậy. Miếng này có rất là nhiều sô-cô-la bên trong này. Đấy, ăn nhá. Nào. Ngon quá. Ngon quá. Có bố cái bỏ không được, bố ăn quả. Ta thấy bố ăn nè. Wow. Rồi con đấy là đấy, bố đấy là này nhá. Các em mà nhìn bên trong cái bánh này quá ngon quá. Bố cắn vào miếng bố đưa cho.
Ôi, ngon quá nên là ba bố con ăn chung em ạ. Hãy xem đây nhá. Ngon quá. Thích nhỉ. Rất là ngon. Vừa béo vừa ngọt em ạ. Ôi bạn Sanxi kìa, ăn có vẻ rất là ngon lành đấy các em ạ. Bạn ấy còn vui cười đấy kìa. Con ơi, đau tay vào đây. Đây, con đau tay vào đây. Đấy. Nhưng mà hai bạn này ngoài cái việc ăn ra nhá, vẫn có thể ngước mắt lên màn hình để xem truyền hình đấy. Chỉ có duy nhất là bạn Gonsi kìa, ngồi ăn rất là tự nhiên và không xem truyền hình thôi. À, mồm bạn đấy kìa. Ôi, bạn Gonsi ơi, cái mồm của bạn đầy đấy. Há mồm ra muốn xem nào. Wow, trong mồm phải mấy viên chả cá luôn. Mà bạn ấy còn một viên chả cá nữa bạn đang ăn đấy. Cái gì vậy? Ôi, sô-cô-la và đường của bạn Sanxi nó thoái ra ngoài này. Ngon quá, chỉ muốn ăn thôi. Ấy, có một cái. Trời. Wow. Ngon không con? Bạn Sanxi bảo ngon quá đấy. Rất là ngon đấy các em ạ. Con moi cái gì đấy? Sô-cô-la đấy, con ăn đi. Ôi kìa, các em nhìn thấy bạn bờ si kìa. Ăn ngấu nghiến nhá. Ôi các em nhìn này. Đấy, đây là một loại bánh đặc sản ở trong sushi Bixi đấy các em ạ. Hầu như lần nào đến thì bạn bờ si và bạn sa si cũng phải mỗi bạn ăn cho mình một cái bánh. Và như vậy là đủ nó dạ rồi. Wow, vậy là bạn Gonsi đã ăn hết phần bánh của mình rồi. Và chỉ còn bạn Sanxi thôi và bạn Gonsi. Xem bạn Gonsi như thế nào nhé. Ồ, bạn Gonsi cũng đã ăn hết miếng chả cá của mình rồi. Vậy là chiếc miếng. Vậy là miếng chả cá cuối cùng cũng đã ăn hết rồi. Và đây là cái xiên nhé. Bạn Gonsi còn một miếng nữa, cũng rất là to, sắp hết rồi đấy. Rồi. Ồ, vậy là miếng cuối cùng bạn Sanxi cũng đã ăn hết rồi. Wow, các bạn ăn ngon quá và chỉ veo phát là đã hết sạch rồi. Các con ơi, các con ăn xong chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ vào trong thiên địa mua đồ nhá. Thôi đi thôi.